Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với tập tiếp theo ở trong series Thủ lĩnh Rồng. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu cái công việc ngày hôm nay thôi. Đấy, thì mấy lần trước là chúng ta không quan tâm cũng như là chăm sóc mấy con rồng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quan tâm chăm sóc nó nhá. Đấy, vừa nãy là một cái con rồng, đúng không nhỉ? Con rồng sấm sét nó nở không? Nó chạy đi đâu rồi? Vừa mới đây mà, chết dở rồi, bị lạc mất nó rồi các bạn ơi. Từ tí nó mình tìm lại đã. Trời ơi, chăn nó thần phục nó rồi mà nó đi đâu mất rồi các bạn ơi. À đây, nó đây các bạn ơi, nó chui dưới bụng của cái con rồng. Trời ơi, rồng săn lai. Ấy, đứng lại em ơi. Nó cũng chạy nhanh thật, sấm sét nó khác. Để nha, mình cho nó ăn đã. Rõ ràng là thần phục nó rồi mà. Rồi ok, cho ăn thịt rồng luôn. Rồi, cái con rồng Wither của chúng ta nó sắp nở rồi. Đấy, nói chung là nó cách nhau một khoảng thời gian cũng khá là lâu nhưng mà lung lay rồi các bạn ơi, quả trứng lung lay rồi. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ, nói chung là mình sẽ cho các bạn thấy cái sức mạnh của cái con rồng rồng siêu rồng các bạn, siêu rồng gào thét. Đấy, mình đã nuôi nó lớn rồi, level 40 mấy rồi. Tới nha, đâu để triệu hồi ra nào. Siêu rồng của chúng ta đây. Tới đây. Các bạn thấy xịn chưa? Úi trời ơi. Nhưng mà từ đã trời tối. Phải đi ngủ cái đã. Không thì creeper nó đến nó phá đám. Đấy nha, mình đi ngủ cái đã. Đấy, trời thấy chưa? Thôi, siêu rồng của chúng ta đấy. Đấy, wow. Ôi ôi, level 4 mấy rồi đấy nha, không phải đùa đâu. Ôi, nói chung là cái con này tính ra chăn cũng dễ các bạn ạ. Tuy rằng là cái con này là rồng huyền thoại thôi nhưng mà chăn rất là dễ luôn. Ôi, mình cảm thấy nó còn dễ hơn cả mấy cái con rồng rồng mình. À được rồi, ăn ạ. Đâu nhờ, cái thịt chết rồi, nó hết thịt rồi. Vừa nãy là nuôi nhiều heo lắm mà bây giờ. Được nha, thế từ từ đã. Rồi lại phải đi kiếm thịt cho nó rồi. Đấy, nói chung là nó chăn rất là dễ các bạn. Mình cảm thấy là nó không khó như mấy con rồng khác. Đấy, mà lại level 4 mấy là chúng ta đã có thể là đấy, chúng ta có thể cưỡi nó luôn được rồi. Chứ không cần phải là level đạt cấp độ trưởng thành. Đấy, rất là easy. Đấy, ra cho nó ăn đã. Đây có 5 miếng thịt đây à. Quả rồng trứng rồng Wither cái vẫn chưa nở các bạn. Đấy, sau đó thì mình đây mình cho bạn thấy sức mạnh của nó. Mình sẽ chế cái bộ áo giáp. Đây vừa lấy mình đi mai này. Trời ơi, nhiều đồ quá, quên mất chưa cất. Bước cái bật lửa đi. Đây, chúng ta sẽ mình cưỡi con này cho bạn xem này. Đó, trời ơi. Ô, mình đâu nhỉ? Rồi cái này là đáng nhẽ phải cưỡi lên đầu nó chứ lại cưỡi ở dưới cổ là sao? Rồi, thôi cãi đi. Ai thấy gì chưa? Trời ơi, rất là xịn sò bạn. Wow, nó dài quá các bạn. Nên đâm ra mình nhìn không có. Ô, thấy. Đây rồi. Bắt đầu ngồi lên đầu nó được rồi bạn. Trời ơi, xịn sò chưa? Ngồi rồng uốn lượn luôn các bạn. Nó bay, cảm giác bay nó rất là chậm các bạn. Con này bay chậm nhờ. Ok, không sao. Bây giờ chúng ta sẽ test thử cái kỹ năng nha. Ui, trời ơi, bắn ra quả fireball màu xanh à. Wow, con rồng này huyền thoại các bạn. Kiểu như là rồng độc ấy. Thôi tụi em xuống nào, xuống hạ cánh em ơi. Hạ cánh em ơi. Rồi ok, tụi em nha, mình hạ cánh xuống. Mình sử dụng kỹ năng bắn vào cái con heo và con gà. Ui dồi. Rồi xuống hạ cánh. Có vẻ là con này nó di chuyển ở trên mặt đất rất là khó các bạn ơi. Rồi con này nó dài quá mà. Đấy, mình ngồi này còn không nhìn thấy nó đâu. Kiểu như là nó. Đây xem nào. Ui, bắn khó lắm các bạn ơi. Cái kỹ năng này sử dụng khó thật. Ui ôi, kiểu như người nó dài quá. Thế nên là đâm ra nó cái khoảng cách nó bắn ra cái quả quả cầu độc này khó thật các bạn ơi. Thử nha xem nào. Thử, mình chỉ sợ là bắn cái là chết quen rồi. Đấy, khó quá các bạn ơi. Mình cúi hẳn xuống như này rồi, không bắn được. Gần, cự ly gần này là không thể tiêu diệt được rồi. Rồi, thử cái kỹ năng full độc xem nào. Ôi, sông siêu rồng gào thét của chúng ta. Ôi trời, full độc đi đâu này. À, trời ơi. Ok, full độc. Ui, mạnh thật các bạn ơi. Trời ơi, mạnh ghê đấy các bạn ơi. Full độc này ghê đấy, đừng có đùa. Rồi, nhưng mà không trúng luôn. Khó nhờ, nói chung là kỹ năng của cái con này sử dụng rất là khó. Đấy. Rồi, cái con rồng Wither của chúng ta đã nở rồi. Wow, nhưng mà nói chung là nó ngầu phải không các bạn? Con này thấy nó ngầu không? Ui, kinh thật, nhìn đúng rồi. Rồng huyền thoại có khác. Đấy nha, mình chăn cái con rồng Wither lại. Đấy, đứng lại. Thề luôn là mấy con này kiểu như là có ảnh hưởng từ sấm sét ấy. Nên đâm ra nó chạy rất là nhanh các bạn. Rồi, đây là rồng Wither này. Đấy. Để mình chế tất cả các bộ áo giáp cũng như là yên cưỡi nha. Nhiều bạn bảo là tại sao không chế bộ áo giáp cho nó mà cứ phải là đi từ con này sang con kia. Ok thôi. Rồi, có gì đâu mà.
Đối với noob là bộ áo giáp nó đơn giản, kim cương thì chúng ta thiếu gì đâu. Thở á, mình cất cái mấy cái nguyên liệu đã, vừa nãy mình đi mai mấy mình đi chế mấy cái này nó mất thời gian quá. Đây chúng ta sẽ cất mấy cái này vào đây đã. À bây giờ là mình sẽ chế bộ áo giáp rồng. Tổng cộng là có mấy cái con rồng mình chưa có áo giáp ta. Cất nốt mấy cái này vào đi, quặng kiếc vào đây đi. Đây, để sao nào. À rồi. Chỉ mấy bộ luôn thì tính gì bạn. Tính gì thừa còn hơn thiếu nhá. Ok, tưởng gì giáp rồng thì lúc có thể mặc cho chúng nó hết mà. Đấy nhà xem còn con nào chưa mặc không ta. Con nào không ta? Có con rồng rồng Ender thì sao ấy? Có mỗi con rồng Ender là nó chưa có áo giáp thôi. Ôi, nhưng mà rồng Ender ở đây. Mỗi con rồng Ender là chưa có áo giáp. Rồi, mặc nó vào. Con này có rồi này, nói chung là yên thôi. Con này là yên mình chưa có yên thôi. Hết rồi. Tính ra là có mỗi rồng Ender ở đây còn con rồng này nữa. Rồng này chưa có giáp này. Ôi, con rồng này được, chế giáp luôn. Chế giáp luôn, con này cũng chưa có giáp này. Đấy, chế áo giáp luôn bạn ơi. Được, hai con này thì cũng chế đơn giản không ấy mà. Ngon bổ rẻ bạn. Tưởng gì. Easy cả, cất mấy cái này vào đây đã. Mình bỏ cái gì ra đây ra. Rồi. Chế bộ áo giáp nè. Bây giờ chúng ta chế, nói chung là cái con rồng rồng ác này chúng ta chế đây, chế bộ áo giáp nó tốn block các bạn. Khá là tốn block. Không sao yên tâm. Đâu khắc có đó. Đấy. Ôi. Chế nó hơi chiếm diện tích xíu nhưng mà mình yên tâm là chế từ từ là được. Mặc nó vào. Rồi, ok, một con. Mặc thêm cho con chắc là cái con rồng băng kia ấy. Thì nó màu xanh rồi, mình nghĩ rằng là chế áo giáp. Thôi kệ đi. Đằng nào cũng có kim cương này mà chế áo giáp bằng kim cương nó không nổi bật cho lắm. Mình định là chế áo giáp bằng emerald cơ. Nhưng bây giờ lại chế cánh cổng xuống sao nào? Xuống dưới emerald cơ à? Cũng được không ta? Chúng là cũng đơn giản mà, làm mấy phút là xong à. Đây, mình sẽ mặc cho nó này. Đấy, bởi vì là màu xanh mà. Bây giờ nó mặc màu xanh nó không nổi bật cho lắm. Đấy, mình mặc cho bạn xem. Đấy, nhìn nó không nổi bật lắm. Cái này là phải mặc màu của emerald ấy. Nhìn màu xanh lá cây nhìn nó đẹp hơn. Ok, đây. Bây giờ là sao nào? Bây giờ là mình sẽ chế một cái món đồ đi. Quên mất vừa nãy mình đang chế đồ mà quên không mất. Quên mất không chế tiếp. Đây, bây giờ mình sẽ chế tiếp tục là cái cần đến đâu nhỉ? Đâu rồi ta? Đây Netherrack đây rồi. Chúng ta cần Netherrack này. Cần bột đá phát sáng này. Mình chế cái ngôi sao kia đã. Ngôi sao. Đây bộ đồ này, bộ đồ thần chết các bạn. Đó, trời ơi mình gọi là bộ đồ thần chết. Đây, cái này thì đánh con mấy con quái kia là có rồi. Bộ đồ thần chết các bạn ơi. Tại sao mình gọi như vậy á? Ý nữa các bạn biết liền. Nha, chết giờ rồi, vứt hết mấy cái linh hồn đi rồi. Vừa đây chế xong rồi. Hình như còn, à đây, mày vẫn còn 20, mười mấy cái mình vứt ở dương đấy. Nếu nào còn nữa không? Đây, 4 này. Cất mấy cái này vào đây. Ok, chắc là đủ. Đó, mình sẽ chế cho bạn xem. Bộ áo giáp này rất là xịn sò bạn. Tí nữa mình enchant luôn nha, enchant tất cả các bộ áo giáp luôn. Đấy, nhiều bạn lại cũng hỏi là tại sao mình không enchant. Thế cả rồi. Chúng ta sẽ thiếu cái. Ui, cái linh hồn này chúng ta cần nhiều nữa. Rồi, cái này không xếp gộp vào được luôn này. Để mình vứt cái than này đi. Cất những đây, trước tiên là chúng ta sẽ bỏ vàng, kim cương, các thứ. Giáp rồng. Ơ, giáp rồng này mình chế thừa à? Hay là mình chưa mặc cho nó ta? Đây, để mặc vào đây ra xem. Chưa mặc các bạn. Trời ơi. Rõ ràng là mặc đủ. Đây, rồi ok. Để mình quay lại đây chế tiếp nhá. Bây giờ chúng ta cần đến 5 cái này thì chúng mấy cái đá linh hồn này chúng ta mới chế tạo được một cái mũ. Ôi, tính ra nhiều nha, không phải ít đâu nha. Trời ơi. Được. Thế chúng ta cần rất là nhiều Netherrack và cũng như là cái bột đá phát sáng à. Netherrack gì nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ cất những cái này đi. Cất những cái này đi để chúng ta bắt đầu xuống địa ngục để chúng ta lấy đồ nhá. Chúng ta đi farm đồ. Đấy, vừa lấy mình đào khá là nhiều đá đi. Ở dưới địa ngục đào nhiều Netherrack rồi mà vẫn không đủ. Ở đây, xuống đây. Ta bộ đồ này tí nữa mình mặc cho bạn xem. Bộ đồ này khi chúng ta mặc ấy là chúng ta sẽ cộng được 8 HP này. Mỗi cái đồ chúng ta sẽ cộng được 8 HP và 4 sức tấn công. Đấy, 12 độ bền của giáp và 13 giáp. Là 13 giáp. Đấy, rất là xịn các bạn. 17 giáp. Rồi, cái này có 12 giáp. Nói chung là xịn hơn rất là nhiều. Nó gọi là đẳng cấp lắm. Ôi, bộ áo giáp siêu thần chết, siêu VIP luôn. Cả cái vũ khí nữa các bạn. Ôi, chế được bộ áo giáp này nói chung là. Mà hiện tại là mình cũng chả có con nào có thể tiêu diệt được mình rồi. Nhưng mà mặc vào cho nó ngầu các bạn. Ôi, một khi đã VIP là phải VIP nữa.
Độ VIP nó chỉ tăng cấp độ chứ nó không thụt lùi được. Nên là chúng ta phải VIP gọi là max level luôn. Rồi, bứt cái này đi, đào một lúc cái này Netherrack đào. Phút 1 rồi các bạn. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Trời ơi, láo thật con này. Liều liều liều. Bắn cho mấy mũi tên rồi đi bụi liền bây giờ. Ok, về rồi, chắc là được rồi. Thiếu mình lại sống thêm, lấy thêm các bạn. Chắc bộ đá phát sáng mình nghĩ là không cần nữa đâu, bởi vì là thế là đủ rồi. Đây, chúng ta chủ yếu là thiếu cái Netherrack này thôi. Ok, chế tiếp nào. Tính ra là chúng ta cần khá là nhiều. 24 này, 24 cái không biết là có đủ hay không đây. Vứt cái này đi. 24 chỉ tạo được một cái đồ này cũng mất khá nhiều thời gian đấy bạn. Rồi đây, thêm cái này nữa, vứt nốt cái xẻng này đi. Chương trình vứt đồ bắt đầu. À đây rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chế được cái mũ nhá. Đây, bỏ này vào đây này. Cái gậy này mình bỏ vào đây đi. Đây, mình sẽ bắt đầu chế cái mũ đầu tiên. Đấy, cái mũ đây. Úi dồi ôi, mũ thần chết của chúng ta đây mặc vào. Đấy, xịn chưa, xịn chưa. Úi dồi ôi, hơi bị ngầu luôn bạn ơi. 8 HP, à đâu, 8 sinh lực, 4 sức tấn công. Đã mạnh rồi, còn càng thêm mạnh các bạn. Rồi giờ mình thiếu còn có hai cái này. Hai cái này thì hơi căng nha, cái này cần đến đôi 4 6 7. Hai cái này cần 4 cơ. Chắc là mình sẽ phải đi lấy thêm đá phát sáng rồi. Đá phát sáng đâu nhỉ? Ở đây còn không? Chắc là hết rồi. Ok, lại phải xuống địa ngục rồi lấy thêm đá phát sáng Netherrack nữa. Chắc là lấy tầm một stack đá phát sáng hoặc là hơn, hơn một stack đấy các bạn. Phải hơn một stack đấy. Này. Mất rất là nhiều thời gian. Đấy là mình còn chuyển bị nói chung là mình còn chế trước cái quặng kia rồi nhá. Nếu mình mà chưa chế trước cái quặng lấp lánh kìa. Đây này, cái quặng cái đá energy ingot đấy thì mình nghĩ rằng là lâu lắm các bạn. Ok, chúng ta đào một cái này đi. Anh ơi, anh ơi, anh thích đánh nhau không? Trời ơi. Cái kiếm đóng băng này các bạn thấy xịn không? Tí nữa mình chế cái lưỡi hái của thần chết cho bạn xem. Xịn xò con bò ngay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây đào thêm ít nữa đi. Vứt bớt cái này đi ra. Được chưa ta? Biết bằng này em. Bọn này láo thật. Rồi ok. Hai stack rồi. Stack rồi, xem nào. Chắc là được rồi, mình về đã. Không khi nó tàng hình nó đánh mình thì thôi kệ nó đi. Tha mạng cho nó các bạn. Mình phải về nhanh để chí nhanh cho các bạn xem. Nhưng mà đi đánh nhau với bọn nó là mất thời gian lắm. Ở đây. Ăn cái này cái là hồi đầy máu liền. Nhìn trong bóng tối cái, chế đồ luôn các bạn. Về chí nhanh, chí nhanh, chí nhanh. Giờ là sẽ chế được, chắc là được cái thêm cái quần đấy. Ok, chế cả đống này. 64, lại con gì đấy? Lại con gì đấy? Trời ơi. Ủa ơi. Con này lượm đồ của mình à. Ôi ôi, nhiều kim cương đấy. Ủa có cả cúp. Láo, 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 láo. Con này nó đến nó xâm chiếm mình rồi. Để ra mình phải ngủ đã các bạn. Bắt buộc mình phải ngủ không? Tí bọn Creeper nó được kéo đến là mệt lắm. Khổ quá mà. Muốn bình yên mà cũng không được. Đây để mình ra chế tiếp đầu chế tiếp cái đá linh hồn nha. Đấy, được bao nhiêu nhỉ? 8 đá này à? Được cái áo luôn rồi. Ngon. Được cái áo luôn rồi các bạn. Tự nhiên cứ chế vứt ra ngoài đây đã. Mình chế từ từ đấy. Đây xem nào, 8 cái này. Ui. Cái này nó không xếp được chồng khó chịu thật các bạn ạ. Nó không 1 2 3 4 5 6 7. Nó không xếp được chồng lên, thế là mắc khó chịu luôn. Rồi, đây. Được 8 cái ở đây còn mấy cái nhỉ? 3 cái. 3 cái là chúng ta không thể nào mà chúng ta chế thêm được cái bề, không thể nào mà chế thêm được cái giày nữa bạn. Rồi không sao, mặc tạm cái áo vào đi. Đấy, trời ơi, tăng máu. Ui, tăng 16 máu rồi các bạn. Xịt xò con bò quá mà. Lại bảo không xịn đi tớ. Vứt cái này đi, vứt cả cái mắt này đi. Mình nghĩ rằng mắt này không cần nữa. Giờ chúng ta sẽ chế thêm. Để mình chế thêm nhá. Thử chưa? Chắc chắn là được mà. Ok, 20 này. Giờ chúng ta được thêm 2 này là 4 là 5 rồi. 5 thì mình nghĩ rằng là chế thêm đôi giày nữa. Đấy, chế thêm đôi giày nữa. Sau đó thì còn cái này là cần đến đôi 4 5 5 cái này nữa, ok.
sắp được bộ áo giáp xịn sò cho bạn xem rồi. Đấy, chế rất là mất thời gian các bạn. Dễ dàng thì đâu. Lại đào netherrack các bạn ơi. Netherrack còn đá phát sáng này chắc là thế là được rồi. Mong là được bạn. Ấy, từ từ xem nào. Còn cái lưỡi hái nữa chứ. Cần hai cái này nữa thì tính ra chúng ta cần khá là nhiều ấy nhở. Trời ơi, hơn 5 cái nữa. Không biết là bộ đá phát sáng thế là được chưa. Thôi mình tiện thể đào luôn bộ đá phát sáng các bạn ơi. Thừa còn hơn thiếu. Tí nó thiếu mất công quay lại đây mệt lắm. Rồi, chúng ta có kim cương ở dưới địa ngục này nhiều lắm. Ê. Lava luôn, lava nó đốt cháy mình luôn. Mình có chống lửa mà lo gì. Ok, đào cái này nhặt hết đi. Nhặt hết. Netherrack phải không? Đấy mấy con người lợn này thấy nó thấy mình phá cái thế giới của nó, đâm ra nó kéo nó quánh mình đấy. Nhiều bạn không biết lý do tại sao thì là đây. Mình đang lấy những cái đồ món đồ ở dưới này đâm ra nó cay cú. Rồi chúng ta vứt cái này đi. Để mình ra đây mình đào thêm bột đá phát sáng đấy nhá. Đào đây được không ta? Đây. Rồi, ok. Vứt cái này đi. Ấy chết rồi. Mất hết rồi. Cái nhanh. Chết rồi, đang bị đói. Cái lava nó chảy xuống cái đâm ra nó bị cháy hết mấy cái đá phát sáng rồi. Để mình phải nhặt nhanh đã. 10. Ơ, bị độc cái gì đấy? Sao tự nhiên con gì nó khiến mình bị độc vậy? Đây, lên đây đào tiếp đi. Đây, trên này đào dễ hơn này. Ok. Đấy, trên này đào dễ hơn, mắc nhiều. Ôi, mắc nhiều luôn. Nhặt tiếp, bây giờ mình vứt cái redstone ra để nhặt tiếp này. Ok, chắc là được rồi. Rồi, mình sẽ về thôi. Bị độc hoài vậy, cái con gì nó khiến mình bị độc ra? Rõ ràng là hình như là, chắc là vừa lấy có con quái vật nào nó tiến hóa à? Cánh ở đây. May là có cái cánh này thế đâm ra việc di chuyển của mình rất là dễ nhá, không cần phải cưỡi rồng. Thế là đơn giản hơn rất là nhiều. Đây để chúng ta sẽ đó, đâu nhỉ? Chế tạo các bạn ơi, còn mỗi cái đây, còn mỗi cái quần này. Ok, hết chưa? À đây còn nữa này. Làm thêm nữa này. Ôi, một stack rồi. Bao nhiêu? 10 là ui giời, chế luôn đấy chứ các bạn. Ok, thế này là được rồi. Giờ chúng ta sẽ chế còn cái này nữa chứ. Rồi, chế cái quần trước đi. Chúng ta sẽ chế cái quần này. Đấy, chế cái quần rồi này. Úi dồi ôi, tăng nhiều HP cho các bạn thấy không? Khi chúng ta mặc full một set nữa, chúng ta nó lại tăng cho mình HP nữa các bạn. Rất là xịn các bạn. Bây giờ là tổng cộng là mình có 20 mấy trái tim rồi kìa. 26 trái tim rồi. Rồi đâu đó khoảng hơn 50 máu rồi. Quá là ngầu luôn. Rồi bây giờ chế tạo cái lưỡi hái này. Ủa, vẫn thiếu à? À đây, thiếu một cái đá linh hồn nữa này. Rồi. Cái này mình chế ra thành stick nữa. Ok. Được rồi nhỉ. Đây. Úi dồi ôi, toàn đồ xịn rồi các bạn. Level 75 mà. Rồi không sao, chúng ta enchant đi. Rồi mình sẽ enchant mấy cái đồ này. Bảo vệ này. Rồi ơi, gai này. Chậm hỏng này. Thoải mái đi các bạn ơi. Yên tâm là hết kinh nghiệm chúng ta xuống dưới xuống dưới thế giới kim cương đào 5 phút mà full luôn. Gai chậm hỏng. Level này. Bảo vệ này. Gai chậm hỏng. Sải bước dưới nước luôn. Đấy. Ôi, thêm cái vũ khí này nữa. Sắc bén này. Đánh bật lùi này. Gây cháy này. Thực ra cái này nó chỉ sử dụng kỹ năng thôi bạn. Nhặt này. Quét cạnh này. Chậm hỏng này. Úi dồi ôi, in tràn một cái rồi. Ôi ôi, xịn xò con bò các bạn. 63 sức tấn công. Nó hơn rất là nhiều so với cái thanh kiếm này. Nói chung là gấp mấy lần đấy. Gấp 3 lần thì phải. Cái này là có à đâu, 2, 4, 6. Ừ, gần gấp 3 lần. Xịn xò quá mà. Rồi để tôi enchant. Mình enchant thêm cái được nha. Bây giờ chúng ta phải enchant thêm cái bộ áo giáp rồng rồng băng này nữa. Thì mình bắt buộc là mình phải cởi ra. Mình phải đi xuống dưới thế giới kim cương đã. Đấy, xuống thế giới kim cương để mình có thể là lấy kinh nghiệm. Bởi vì là tầm này bằng này 14 kinh nghiệm này thì mình level này mình nghĩ rằng là không thể nào mà chúng ta có thể nâng cấp được. Rồi đi xuống đây. Hợp lý luôn các bạn. Sau đó tí nữa mình test cho các bạn xem cái sức mạnh của nó liền. À để test luôn ở đây cho xem này. Nào sao, cho con này nó đánh mình đi.
Đây ra đây em ơi, ra đây tập thể dục này, ra đây đánh này, đánh đi. Ai rồi, đau thế nhỉ? Ui rồi đánh còn không mất máu các bạn ơi. Trời ơi này, thấy gì chưa? Đánh nó còn không mất máu các bạn. Thôi bài thì ui trời ơi, tự lăn ra chết luôn, tự lăn ra chết luôn. Bầu hết vào đây. Này này mấy anh em đây, bầu hết vào đây, đúng rồi, bầu hết vào đây. Càng đông càng vui các bạn nhỏ ơi, càng đông càng vui. Rồi bắt đầu có hiện tượng mất máu rồi, càng đông càng vui. Bay bầu hết vào đây đấy, đâu đó khoảng 3-4 con nó tổng quất ra truyền cho mình nhưng mà nó quay ra chết. Rồi đến lượt mình nhá, đến lượt mình này. Cái lưỡi hái này có kỹ năng đó là hút máu. Úi úi các bạn thấy không, thấy không? One hit chết, one hit chết, con nào one hit chết luôn. Ui thần chết có khác. Ui xịn sò không bạn, thấy xịn sò chưa? Cái này là có kỹ năng kiểu như là hút máu vậy, thế nên là mình chỉ sử dụng click một cái thôi là nó đối thủ chết luôn. Tí nữa mình tìm một con rồng nữa ạ, tìm một con rồng để test thử. Đấy, bây giờ mình lấy kinh nghiệm để enchant nốt cái bộ áo giáp kia nhá. Bộ áo giáp này xịn quá mà, trời ơi. Rồi chúng ta sẽ lấy kinh nghiệm nào, level đấy các bạn thấy không, level đây thiếu cái gì đâu, như kiểu cái này như kiểu con đom đóm vậy. Level 25 à, cho lên level mấy chục đi, mong là sẽ đủ, bởi vì là chỉ có enchant bảo vệ mới là chậm hỏng mới gai thôi, không có gì nhiều. Cho kinh nghiệm chạy ở đây, mình ra đây nghịch mấy con này đã. Này hút linh hồn một cái rồi, thần chết tới đây. À con này đây nhiều máu nha con này. Ui one hit, one hit luôn bạn, nhiều máu đến mấy cũng one hit luôn. Trời ơi one hit luôn. Rồi đi về đây, level 31 chắc là đủ nhỉ. Mình nghĩ rằng là sợ là thiếu ấy, mà thôi kệ đi, enchant được bao nhiêu thì enchant. Rồi chúng ta sẽ đi tìm rồng. Rồi mình sẽ đi tìm rồng để mình xử lý nó. Đấy, ôi ôi, đâu nhỉ. Và chúng ta sẽ enchant này, bỏ vào đây, đôi giày này, bảo vệ này, bảo vệ sát thương khi rơi. Ủi, có cánh rồi cũng chả sợ các bạn. Từ đã, mình bảo enchant muốn bảo vệ là gai này, sải bước dưới nước này. Ô, cái này nó bị mất level rồi. Rồi nó bị mất level, nó bị lag luôn. Thôi chắc có lẽ chúng ta cứ để đây đi, vì nó đang bị lag nên là mình phải đi tiêu diệt một cái con vật bất kỳ ấy, thì nó mới hồi lại kinh nghiệm được. Và đây chúng ta sẽ đi qua cái vùng đất đây đi, cái new này đi. Đấy, sau đó mình sẽ đi tìm nó có cái cánh rồng. Rồi và mình sẽ đi tìm cái con rồng ác nào đó, một con rồng ác nào đó để mình test thử cái gọi là sự lợi hại của mình. À đây rồi, à, con này chết rồi. Con rồng Emerald này chết queo đây. À đây, ví dụ như con này. Sao mày, sao mày ý kiến gì? Trời ơi chết luôn, con này mạnh lắm đấy các bạn này. Rồi đến là con rồng này, mày ý kiến gì, ý kiến ý cùng gì không? À con này, con này ngáo à. Đứng lại chết rồi, thần chết đến đây. À, đứng lại, trời ơi. Hình như là cái có ra nào, trời ơi con này nó cắn mình các bạn. Ui ui chết dở rồi, con rồng thủ lĩnh nó mò đâu ra rồi. Ây à, thấy hình như là cái con này mình không hút được linh hồn của nó các bạn ơi, mình không sử dụng được. Rồi mình phải chém chay các bạn. Rồi cái con rồng này như nó to quá nha. Rồi đã thế, ui ui sao cái vùng này nhiều cái con rồng ấy thế nhở, trời mưa luôn kìa. Đã, mình nhìn trong bóng tối đã. À con này khỏe thật, từ xử lý đã, yên tâm nó cắn còn lâu mình mới chết được bạn. Rồi ôi ăn cho một miếng thịt đây. Bỏ ra, trời ơi con rồng này cay thật đấy. Mình không hút được cái linh hồn của nó, không sử dụng được kỹ năng của cái. Ê, mày láo à, không sử dụng được cái kỹ năng của cái lưỡi hái các bạn. Đây con bò này mình sử dụng được nữa này. Đấy con bò này hút máu được luôn này, nhưng mà hình như con rồng nó to quá mình không dùng được. Hai đánh nhau không nhóc, đánh nhau không, làm nhẹ nhờ, thử ra hút ạ. Không, cũng không hút được các bạn, con này mình cũng không hút được linh hồn nó các bạn, nó to quá. Phải level bao nhiêu đây? Ôi 76 à. À không, mình không thuần phục được nó đâu. Nó đang có ý định đánh mình đấy. Ui, bắn nó không xi nhê luôn hả? Ủa, con này là giống gì vậy? À đây rồi. Trời ơi, dính một mũi tên của... Làm sao? Ô, con này... Trời ơi, con này người to xác này mà bắn vào người nó... Hình như nó bắn vào điểm yếu sao? Phải có điểm yếu. À, láo. Đúng thật là mấy con quái vật to ấy là mình không thể nào mà hút linh hồn của nó được các bạn, nên là nó không mất máu. Rồi con này đang ngơ ngác các bạn, đang ngẩn to te làm cái gì không biết. Rồi kệ đi, tha mạng cho nó đi, tao tha cho mày nhá. Rồi, cứ cẩn thận đấy. Đấy còn như mấy cái con này, rồi one hit luôn.
kỹ năng là one hit luôn bạn. Đấy, hút hồi đầy máu luôn cho nó đánh thoải mái mà. Đây ví dụ đây mấy con này này đây. Mấy con này là nó có được nâng cấp tiến hóa này. Trời ơi, con này đánh bao giờ mình mất máu các bạn. Mấy con này đánh à đây rồi. Đấy, hút một cái đầy máu liền. Cái này hút một cái hình như là được đâu đó khoảng 10 máu à, 10 HP à. Ui. Bị lao 40 à. Ui. Ui máu này. Mạnh lắm các bạn ơi. Trời ơi, lưỡi hái tử thần đấy. Thần chết đấy. Rất là ghê gớm. Con này sao nó cứ đứng ngẩn tò te, hình như nó con này là vẫn còn non tao chưa trưởng thành các bạn. Nhìn mặt nó cứ đáng yêu như thế nào ấy. Trời ơi. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và ngày hôm nay thì mình đã chế cho các bạn một bộ áo giáp rất là xịn đấy, cũng như là một cái vũ khí rất là xịn luôn. Nói chung là đây là một set luôn đấy. Đấy, vũ khí cũng như là áo giáp đấy, rồi rất là xịn sò phải không. Đấy, cũng như là chúng ta đã có thể là thấy được cái khả năng, nói chung là khả năng xịn sò các bạn. Nói chung là rất là khó đến từ cái con siêu rồng của mình. Đấy, con siêu rồng này mình sẽ gọi ra. Ui, cẩn thận nha, cái con rồng thủ lĩnh nó đang ở đây nha. Đây. Đấy, nói chung là nó cũng rất là xịn sò. Đấy, bay cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà sử dụng kỹ năng hơi khó một xíu. Đấy, cũng như là mấy cái con rồng kia thì nó đã nở rồi. Ok, thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên đặt ra cái thử thách dành cho mình. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye 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 bye.